Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cách tạo ra một cái video có hiệu ứng tuyết rơi hay là cánh hoa rơi bằng phần mềm Filmora 9. Thì cái video của chúng ta sẽ trông như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng tuyết rơi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì bước đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị đã. Ở đây thì chúng ta cần phải chuẩn bị logo, đúng không ạ? Logo của chúng ta, logo của các bạn. Cái nội dung mà chúng ta muốn đưa vào video, các bạn có thể viết hoặc là lên trên Google các bạn search những cái nội dung, những cái câu nói hay, những cái triết lý hay về để các bạn đưa vào video của các bạn. Có một cái hình background, hình nền và một đoạn nhạc. Tốt nhất là nhạc không dính bản quyền hay là không có bản quyền ở trên YouTube hay là cái nền tảng mà các bạn muốn chia sẻ, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ tiến hành tìm kiếm một cái hình ảnh để tạo background cho cái video. Ok, thường thì những câu nói hay hay cái triết lý hay thì sẽ thiên về yoga hoặc thiền, đúng không ạ? Thiền. Để cho chất lượng tốt hơn thì tôi sẽ gõ PLG, đúng không ạ? Rồi, các bạn click vào hình ảnh. Rồi, click vào công cụ nhá. Chọn kích thước lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái hình ảnh. Chúng ta lựa chọn hình ảnh mà chúng ta muốn đưa vào video. Ok, lựa chọn hình ảnh này. Đây đi ạ. Ok, chúng ta sẽ lưu về. Rất là nhiều cái hình ảnh đẹp ở đây, chúng ta có thể lựa chọn và tải về, đúng không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì các bạn sẽ tìm kiếm những cái nội dung mà các bạn muốn đưa vào video. Hoặc là các bạn tự viết, đúng không ạ? Ở đây thì tôi đã chuẩn bị ra một cái nội dung để đưa vào video rồi. Đó, các bạn chuẩn bị, các bạn copy vào file note hoặc là file Word. Ok. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái logo và file nhạc nữa. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Và các bạn tiến hành khởi động phần mềm Filmora 9 lên. Rồi, ở đây thì tôi sẽ tạo một cái video hình vuông để đăng lên trên Facebook, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ lựa chọn cái tỷ lệ khung hình 1:1 này và chọn New Project. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta thêm những cái file mình chúng ta đã chuẩn bị vào. Rồi, giờ chúng ta sẽ thêm file nhạc. Thêm file nhạc và thêm logo, đúng không ạ? Đây, tôi sẽ thêm một logo của tôi. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo cái file nhạc này xuống cái check đầu tiên, đúng không ạ? Rồi tiếp đến kéo file hình nền xuống. Rồi chúng ta sẽ click vào để chúng ta thay đổi. Thay đổi cái kích thước này để cho nó dàn đều ra, đúng không ạ? Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại một chút. Và tôi sẽ lựa chọn cái chiều dài của video là 2 phút, đúng không ạ? Video của chúng ta sẽ dài 2 phút. Đây, chúng ta xem đây 2 phút. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành cắt cái đoạn nhạc này. Đoạn thừa này chúng ta bỏ đi. Chúng ta cắt ở phần này cũng được, đúng không ạ? Hoặc là nhấn Ctrl B. Rồi, xóa đi. Cắt xong thì các bạn nhấp đôi vào cái đoạn nhạc này thì chúng ta sẽ tạo một cái hiệu ứng này, đúng không ạ? Ta sẽ lựa chọn hiệu ứng này để cho cái đoạn nhạc ta sẽ nhỏ dần đi. Rồi chúng ta ấn OK. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm cái một cái title vào. Đây, tôi lựa chọn cái file title này, Credits One, đúng không ạ? Thì nó sẽ chạy chữ từ dưới lên, nó sẽ chạy chữ từ dưới lên. Rồi chúng ta kéo xuống thôi. Rồi chúng ta dàn cho nó dài ra. Rồi chúng ta quay trở lại cái file mà chúng ta đã chuẩn bị á, những câu nói hay hay là những cái đoạn văn mà các bạn chuẩn bị á, thì các bạn copy vô, được không ạ? Các bạn bôi đen và copy vào cái phần này. Đó. Dán vào đây. Rồi chúng ta sẽ có thể dàn này ra một chút này.
ở đây chữ hơi bé đúng không ạ, thì ok chúng ta Ctrl A và chúng ta lựa chọn cái kích thước chữ. Ở đây tôi là lựa chọn 32, 32 vẫn bé. Ok, chúng ta lựa chọn đây, chúng ta sẽ điều chỉnh cái thanh timeline này. Ok, khá ok rồi. Rồi, bước tiếp theo thì nếu như cái phần nào á mà nó bị cái chữ này này, đây cái phần chữ này, tôi sẽ lựa chọn cái màu sắc để cho nó dễ nhìn nhé. Ở đây cái phông này này thì tôi lựa chọn phông chữ màu xanh, đúng không ạ? Đây, cái phần nào nó đang bị trống như thế này thì các bạn có thể điều chỉnh lại, đúng không ạ? Các bạn kéo lên đây, ví dụ câu nói số 4 này, đây câu nói số 4 này đi, ví dụ câu nói số 4 này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại thôi. À, để cho nó đỡ trống cái phần ở đây, đúng không ạ? Đó, thì các bạn sẽ điều chỉnh lại cho nó cân đối, cho nó đẹp hơn. Rồi ok, Ctrl A nhé. Ok, các bạn review lại xem cái chữ nó bị trôi ra khỏi cái khung hình không. Ok, khá ổn rồi. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành download cái hiệu ứng tuyết rơi hay là cánh hoa rơi về bằng cách là chúng ta lên trên YouTube, đúng không ạ? Lên YouTube chúng ta sẽ search cái từ khóa là phông nền xanh tuyết rơi, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kết quả. Đây, ví dụ ở đây là hiệu ứng cánh hoa rơi này, hiệu ứng tuyết rơi này. Đó, thì rất là nhiều ở đây, đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ lựa chọn đây, cái cánh hoa đào rơi đây. Tôi sẽ lựa chọn cái này và tôi tải về. Thì ở trên cốc cốc thì các bạn có thể tải về trực tiếp. Ở đâu, ở trên những cái trình duyệt này thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái cách, đó là sau cái www này, sau dấu chấm này thì các bạn thêm chữ SS vào, các bạn ấn Enter được không ạ? Để chúng ta được điều hướng đến cái trang tải video về. Đó, chúng ta sẽ tiến hành download thôi. Ok, chúng ta chờ cái video được tải về và chúng ta sẽ thêm vào cái phần mềm của chúng ta. Về trên YouTube thì nó có rất nhiều những cái hiệu ứng nhá, các bạn có thể tải về. Ở đây thì tôi lựa chọn cái hiệu ứng này. Các bạn thích cái hiệu ứng nào thì các bạn tải cái hiệu ứng đấy về các bạn sử dụng thôi. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm, quay trở lại cái file media này, chúng ta thêm cái hiệu ứng tuyết rơi, à, cánh hoa đào rơi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ thêm vào. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo cái hiệu ứng này xuống, đúng không ạ? Hiệu ứng này chúng ta kéo xuống. Ok, chúng ta sẽ cắt cái phần cho nó, Ctrl B đi, Ctrl B để cắt cho nó cái phần nhiều cái hiệu ứng này nó rơi hơn, đúng không ạ? Tôi sẽ cắt đi. Rồi, tiếp tục cắt, Ctrl B. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào cái file này và chúng ta tiếp tục dàn cho nó đều ra cái khung hình của chúng ta. Đó, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì chúng ta click vào cái phần tách phông xanh này, đúng không ạ? Tách phông xanh này nó có tên là green screen, đúng không ạ? Đó, chúng ta tách, chúng ta ấn ok để mặc định đi vì cái này khá đẹp rồi, đúng không ạ? Khá là đẹp rồi. Chúng ta sẽ kéo cái logo xuống nữa là xong, đúng không ạ? Kéo logo xuống. Đó, rồi cái phần logo này chúng ta nhấp đôi vào, chúng ta sẽ
kéo cho nó nhỏ lại và chúng ta đặt vào một cái góc màn hình. Ở đây tôi sẽ đặt ở đây. Đúng không ạ? Đặt ở đây. Và chúng ta sẽ review lại này. Đó, khá là ok rồi, khá là đẹp. Rồi bước tiếp theo, chúng ta nhấn OK. Ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh một chút cái màu sắc của cái hình ảnh này, đúng không ạ? Bằng cách là click đôi vào hình ảnh này, nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như này, thì chúng ta sẽ điều chỉnh thôi, điều chỉnh, đó, điều chỉnh cho nó tối đi này, hoặc là cho nó đậm hơn một chút, đó, thấy không? Sẽ điều chỉnh nó sáng hơn một chút này. Đó. Khi nào mà chúng ta thấy vừa mắt thì chúng ta sẽ dừng lại, đúng không ạ? Rồi, ok. Nếu như mà nó chưa cân đối thì các bạn có thể điều chỉnh cái phần chữ này nhé. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh cái phần chữ này. Đấy, điều chỉnh bằng cách là chúng ta sẽ quay trở lại này, ví dụ vậy. Tuy nhiên ở đây thì nó đã khá là cân đối rồi. Đó. Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành điều chỉnh kích thước hoặc là kiểu chữ này. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn cái phông chữ này. Nó không bị lỗi phông, đúng không ạ? Rồi. Sau khi mà chúng ta cảm thấy là ok rồi thì tiến hành chúng ta sẽ xuất cái file này ra, đúng không ạ? Export rồi, câu nói hay chẳng hạn, rồi chúng ta đặt tên là câu nói hay, lưu vào cái ổ đĩa mà chúng ta mong muốn lưu. Rồi ở đây kích thước mặc định là 1080 x 1080, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhấn export. Đó, và chúng ta sẽ chờ để cho cái phần mềm render video ra thôi. Ok, render nó hơi lâu và chúng ta sẽ chờ nhé, sẽ chờ cho nó render xong và chúng ta sẽ tiến hành sử dụng cái video này để chúng ta chia sẻ trên các mạng xã hội và website của chúng ta. Đó, ở đây thì tôi sẽ tạm dừng bởi vì là render ra rất là lâu, tránh mất thời gian của các bạn thì tôi sẽ tạm dừng. Và sau khi mà render xong thì cái video của chúng ta sẽ có dạng như thế này thôi, đúng không ạ? Sẽ có dạng như thế này. Đó, như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một cái video có hiệu ứng tuyết rơi hay là cánh hoa rơi hay là lá rơi rồi. Và các bạn nhớ thực hành nó để có thể tạo ra được những cái video thật là tuyệt vời nhé. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy giúp tôi nhấn like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và hãy nhấn cái nút đăng ký và nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.